Chào tất cả mọi người nhá. Mình vừa đi làm về anh em ạ. Vừa đi làm về mà mình cũng rẽ qua chỗ cánh đồng, mình cũng câu được hai con anh em ạ, một con 33 với một con nheo anh em ạ. Mình không kịp, mấy mình không mang máy quay nên là cũng không quay được cho anh em xem đây. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem chiến lợi phẩm và mình sẽ quay cho em xem mà chế biến được cái món gì mà anh em nhé. Này. Bên này 33 với những nheo có rất là nhiều anh em ạ. Anh em chịu khó đi bắt thì làm có cái ăn anh em nhé. Đấy, rất là nhiều luôn. Vừa đi làm đây anh em nhìn này. Đấy, quần áo vẫn nhem nhuốc, mặt vẫn bẩn lắm anh em ạ. Đây. Vừa đi làm về một lúc nữa. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem nha anh em nhá. Đây anh em ạ. Đây. Mình vừa đi làm về đây anh em ạ. Đây. Mình sẽ cho anh em xem chiến lợi phẩm của mình nhá. Đây, mình sẽ quay anh em hơi khó xem một chút. Đây. Đây chiến lợi phẩm của mình nha anh em. Khi đi làm về anh em, nay mình đi làm về tương đối sớm, hơn 4 giờ mình đã làm về rồi anh em ạ, nên là mình cũng tranh thủ đi kiếm này anh em ạ. Đây anh em nhé, đây một con 33 này anh em ạ, con này chắc là khoảng hơn 1 ký đây anh em ạ, nó khoảng hơn 20 phân tí, hơn 1 ký. Đây nhân vật chính này anh em ạ, đây là một con nheo đây anh em ạ. Đây mình sẽ quay cho anh em xem, tí mình sẽ mang vào bếp mình ấy, mình sẽ quay lại cho anh em xem nhé. Đây mình sẽ quay qua đây anh em này. Đây. Đấy anh em này, cũng đen xì, cũng siêu to khổng lồ đây anh em ạ. Đây mình sẽ gang vào chú bóng cho anh em xem nhé. Đây anh em này. Đây đây mình sẽ cho hẳn cái đuôi nó hơi cong chỗ đoạn này. 20 này, 40 này. Đây 40 anh em nhé, nhìn này, 40 này, 60 này. Con này tầm 70 phân anh em ạ. Này. Đấy. Mình nghĩ nó chỉ hơn 2 kg đây anh em ạ. Đấy. Đây, con 33 này mình vừa bắt về đây anh em nhỉ. Này vẫn là còn rong đây. Vẫn là ướt nguyên đây anh em này. Bây giờ mình sẽ mang vào chế biến anh em nhé. Đấy. Sau buổi đi làm về anh em ạ. Anh em chờ mình xem mình sẽ chế biến như nào nha anh em nhé. Đây nha, là đây 33 mình vừa cho vào đây nhá. Đây nè, đây anh em nhìn con 33 nha, nó khoảng được hơn 1 ký rồi anh em nhá. Nó được hơn 1 ký rồi nè. Đấy nè, nhìn dài hơn 1 gang này anh em nhá. Đây con nheo ở đây, đây anh em nhìn con nheo nhá. Đấy dài này 2, 4 này, 6 này, tầm hơn 70 phân nhá anh em nhá. Anh em nhìn so với tay mình này. Đấy. So với tay mình nhá. Đấy. Đấy, anh em nhìn chưa? Bây giờ mình sẽ mổ con này nhá. Đấy, mổ con này cả con 33 luôn. Đấy. Bây giờ anh em xem cách mổ nhá. Đấy. Ok. Đây thứ nhất anh chuẩn bị mình sẽ đang đun nước này anh em, nước sôi bây giờ mình sẽ nước cần khoảng 70 độ anh em nhá. Nếu mà nước sôi của anh em pha cho mình một chút nước vào anh em nhá. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cho cá bạn là để cho cá vào nhá. Thì cái con nheo này rất là trơn này anh em ạ, cả 33 này coi như mình còn làm nông 33 luôn anh em nhé. Đây làm nông luôn, bây giờ mình sẽ cho chuẩn bị lấy cái nồi nước nóng cho vào đây anh em nhé. Anh em xem rồi cho vào đây anh em nhé. Đây nồi nước sôi mình vừa đun xong đây anh em. Đấy, cảm giác anh em gọi là hơi mướt mướt tay được nóng nhé. Sôi anh em pha cho mình chút nước còn khoảng 70 độ anh em. Bây giờ mình sẽ tiến hành cho 33 vào. Đấy, 33 nó chưa chết hẳn đâu. Bây giờ mình sẽ cho 33 vào trước làm đông anh em nhé. Cho con 33 rồi. Đây anh em nhé. Giờ mình sẽ cho 33 vào đây anh em ạ. Đây. Rồi ok. Cho 33 như phải đánh bùng lắm. Đấy. Nó đang rơi trong này nha. Đấy. Rồi. Đấy. Mình đang chuẩn bị làm lâu này. Đấy. Nó vẫn chưa chết đấy anh em. Bây
bây giờ đây, cho vào bao giờ rồi tính mình sẽ cạo nha anh em ơi. Đây nó vẫn đang bơi mầm này nhá, cho vào làm nó vun đây đây em, nó vẫn đang bơi đây. Đấy. Này nó giỏi thật, bơi trong nước nóng rồi anh em. Được rồi anh em. Này nó bong bong như này được rồi anh em nhé. Đây. Đây anh em, nó bong như này được rồi nhé. Đây anh em mình bỏ nó này anh em. Đây nó chưa chết hẳn được anh em. Đây. Giờ mình sẽ cho một chút nữa anh em. Cho nó bong hẳn ra anh em. Sau khi ba đã được rồi nha anh em nhé, bây giờ mình sẽ tiến hành cho nốt cho con cá nheo vào đây anh em ạ. Cho con cá nheo đây để mình đánh nhớt nó nhé. Đây sẽ chết thì mình sẽ đặt nó chết. Đây mình sẽ cho nheo vào để mình làm nhớt đây anh em nhé. Đây mình bắt đầu cho vào này. Đây anh em gì à? Anh em thấy đây cái nhớt trắng trắng nó bong ra là được rồi nhé. Đấy. Đó, mình sẽ ngâm nó một lúc này. Đây anh em nhé. Đây cái nhớt nó đã ra hết rồi nhé. Xít rồi anh em, đó ok, giờ mình sẽ đổ đó. Đấy, bây giờ mình sẽ sau khi đấy là coi làm nông, bây giờ mình sẽ tiến hành cạo nông anh em nhé. Đây làm nông anh em ạ, bất kỳ những cái loài cá da trơn nào anh em đều phải nhúng nước nóng nhé. Rồi đây anh em cạo cho mình nhé. Đây nhé, đây cạo nó đây, nhìn nó trắng trắng này ra được hả. Đây đây đấy, cạo giống hệt như anh em làm, giống hệt như cổ mình đã làm mấy cái video mổ cá đuối rồi anh em nhé. Đấy đây, anh em này cạo nó trắng hết cái lớp đen này ra thôi nhé. Đấy, đấy. Đấy. Con này khoảng hơn 2 kg thôi anh em ạ. Đây đấy, giờ mình sẽ đánh hết nó ra. Đấy, anh em gì à? Đấy nó chạy, bây giờ nó xít thì là được nhé anh em nhé, giờ nó không còn này này. Thank you.
Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành anh em ạ. Tiến hành đánh nốt con 33 nhé anh em. Đánh nốt cả nốt con 33. Ba ba này 33 gai anh em nhé. Đây anh em nhỉ, phân biệt 33 gai ba trơn này anh em, thì chỗ này nó có cái gai sần sần lên ấy thì là 33 gai anh em nhé. Còn đâu nó không có là nó là 33 trơn anh em. Từ đầu xuống này. À, con này nó có trứng đấy em. Đây nhá. Con 33 này à, con nhau này có trứng nhỉ. Đây. Đấy. Trứng rất là ngon. Thank you.
Đây nhá, anh em tiến hành cho mình ít muối này, muối với nước mắm này anh nhé. Anh em tiến hành sát vào con cá nhá anh em. Nào, đây. Chuẩn bị nước mắm này đây. Rắc đều lên đây. Được. Nước mắm mà anh em cái này ngon vừa là mặt đạn vừa là mặt đạn đều ngon đây. Sau khi xong nhá, bây giờ mình sẽ tiến hành đây cắt khung ra. Anh em tùy anh em, dụ anh em ăn lẩu hay ăn thì anh em cắt tùy theo ý nhé. Rất là cứng luôn anh em. Giờ mình sẽ tiến hành mổ nốt 33 này anh em. Đây, anh em cắt chung quanh cái mai cho mình nhé. Anh em cắt cho mình một nốt rồi anh em cứ này kéo anh em mình cắt theo cho mình nhé. Cắt là đây. Đây anh em cho đây cắt vô anh em đọc này nhá. Chỗ đít nó anh em nhé, anh em cắt thẳng cho mình ở đây, giống như một vài. Chỗ này nó có cái ruột này anh em cắt thẳng đít nó đi nhé. Đây anh em loại sạch sẽ rồi nhé. Đấy.
Rồi anh em cắt cho mình dọc. Thì hôm nay rất vui. Anh em cắt cho hôm nay. Hôm nay đéo. Đây anh em mình đã cắt xong ba các thứ nha anh em nhé. Đây hôm nay cái trứng của cá này anh em này, đấy mình đã làm xong rồi. Đấy. Đấy trứng màu xanh rất là ngon anh em nhé. Này đây trứng của cá nheo vừa nãy mình mổ đấy. Đấy anh em nhìn này, đây thịt rất là ngon nhé. Đây mình sẽ chế biến sau. Đấy anh em thích chế biến như nào đây, anh em xem cách mổ của mình thì anh em làm theo anh em nhé. Đấy. Thì trông rất là ngon luôn anh em. Rồi, mình xin kết thúc video đây nha anh em nhé. Rồi, xin chào tất cả anh em nhé.